Tiếp tục số tiếp theo của chuyên mục Chiều Fan, ai hỏi gì tôi làm đấy. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thần Phạm nhé. Là yêu cầu của bạn này luôn này. Đầu tiên, Thần Phạm là ai? Bạn Thần Phạm này có tên đầy đủ là Phạm Hữu Hằn, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1997, sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Định, Việt Nam. Nhưng mà hiện tại hình như là bạn làm ở Hà Nội rồi thì phải. Tiếp theo là Thần Phạm học trường nào? Theo như chính Thần Phạm chia sẻ thì vào năm 2015 thì anh trai này đã quyết định thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Anh là thí sinh đỗ đầu vào trường với số điểm 39, đứng đầu top 20 của cái khóa đấy luôn các bạn ạ, xịn chưa? Nhưng mà sau đó khoảng 2 năm thì anh đã chính thức bị đuổi học bởi vì nghỉ học quá nhiều các bạn ạ. Thì hài hước vậy. Tiếp theo là Thần Phạm làm content gì? Với những ai mà theo dõi Thần Phạm ấy chắc không còn quá xa lạ gì về những cái nội dung của Thần Phạm nữa. Content chủ yếu của Thần Phạm ấy đấy chính là về mỹ thuật, khi mà anh liên tục vẽ những bức tranh này cũng như là chia sẻ những cái mẹo trong hội họa. Bên cạnh đó anh còn phân tích những cái bức tranh nổi tiếng và đặc biệt nhất mà nhiều người yêu thích nhất, trong đó có cả mình. Đấy chính là series mà anh làm về lịch sử các bạn ạ. Uầy, xịn thực sự. Tiếp theo là Thần Phạm diễn drama.